Xin chào tất cả các bạn đã đến với buổi quay trực tiếp của Thẩm Mỹ Viện Dr. Vẫn và Miền Trời Gãy. Hôm nay bên mình vừa thực hiện xong một ca phun môi collagen nha các bạn. Các bạn hãy cùng mình theo dõi hình ảnh môi của chị trước khi thực hiện nha. Đây là hình ảnh môi của chị trước khi thực hiện nha các bạn. Môi của chị trước đây là thâm rất là nhiều, bị thâm rất là nặng nha các bạn. Thâm ra cả viền môi, đặc biệt là môi của chị cái viền chưa hoàn chỉnh. Ngoài ra thì môi của chị rất là khô và tạo thành rất là nhiều cái nếp nhăn ở trên môi, khiến cho chị thiếu tự tin, cho nên là chị đã đến bên mình và thực hiện xử lý thâm môi kết hợp với phun môi collagen nha các bạn. Thì các bạn hãy cùng mình theo dõi hình ảnh của chị vừa mới thực hiện xong, rất là đẹp, rất là tự nhiên luôn nha. Các bạn có thể thấy là môi của chị hết thâm hoàn toàn. Ngoài ra chỉnh viền môi là cho chị, giúp cho đôi môi của chị trông tự nhiên và sắc nét hơn nha, rất là đẹp luôn nha các bạn. Với kỹ thuật phun môi collagen thì giúp cho môi của chị không còn bị khô và hạn chế những cái nếp nhăn nữa nha các bạn. Rất là đẹp luôn nha. Các bạn có thể thấy sự khác biệt rất là rõ giữa trước và sau khi thực hiện xong. Môi lên màu rất là tươi, rất là mịn luôn nha. Rất là đẹp luôn nha các bạn. Các bạn đang theo dõi livestream, các bạn ai có nhu cầu thì hãy lên số điện thoại hoặc liên hệ đến số 0905388576 đi được trực tiếp tư vấn nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi buổi quay ngày hôm nay. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở buổi quay sau.